Xin chào khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiên Phong sẽ đọc tiếp một tập nữa của bộ truyện Cầu Ma, tập số 21. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị hãy đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của mọi người trong khi nghe chuyện nhé. Tiên Phong xin chân thành cảm ơn. Xin mời các bạn vào nghe tập truyện nào. Cầu Ma, tập 21. Cả đời người có ngắn có dài, có huy hoàng, có suy rút. Những đạo lý này Tô Minh không hiểu. Hắn chỉ biết mình phải làm như vậy. Bộ lạc chính là quê hương của hắn. Đánh ra một quyền kia, tay phải của Tô Minh phát ra thanh âm bùm bùm. Đó là tiếng xương cốt của hắn không thể không thừa nhận. Là tiếng máu thịt bị xé rách. Đánh ra một đấm đụng vào cửa phòng, tiếng chấn kinh thiên động địa, như là khiến bầu trời biến đổi, gió tuyết chợt ngừng. Cửa phòng lấy tốc độ mắt thường trông thấy tan rã từng tấc, hóa thành vô số mảnh vụn như là bị bão tố quét qua, tựa lá cây bay ra ngoài. Tiếng chấn quanh quần tám phương. Khoảnh khắc cửa phòng triệt để vỡ ra, bên ngoài man tượng băng tuyết cũng hiện ra vô số vết rạn, nhưng không đổ theo cửa phòng đã nát. Giờ đây ở trước mặt Tô Minh không có cửa phòng, chỉ có mảnh vụn tràn đầy ở trên mặt đất. Nhưng giữa hắn và bên ngoài là man tượng băng tuyết đầy vết rạn vẫn bồng bềnh ở giữa không trung, tỏa ra ánh sáng nhu hòa, hóa thành tầng trục vô hình không tan vỡ. Dường như là cửa phòng chỉ là chống đỡ tầng vô hình này mới khó đánh ra như vậy. Hiện tại cửa phòng vỡ, lộ ra phong ấn chân chính, ánh sáng không chói mắt cũng không ảm đạm, hiển nhiên nó vẫn rất cường đại. Tô Minh không lộ ra ngoài ý muốn, hắn sớm đã suy đoán được phong ấn của A Công không dễ phá vỡ như vậy. Gần như là khi cửa phòng vỡ lộ ra tầng trục, Tô Minh tiến lên một bước, một sợi máu từ người hắn tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt. Nhìn thoáng qua thì khi Tô Minh hành động, ánh sáng đỏ như là bộc phát, lần nữa đánh ra một đấm. Một đấm này như là rơi ở hư không, trên thực tế đánh vào tầng sáng vô hình. Nó mạnh run lên, ánh sáng vẫn ở đó. Tô Minh đỏ mắt không ngừng đánh. Chốc lát sau, tầng sáng biến ảm đạm đến cực hạn. Khóe miệng của Tô Minh tràn ra máu tươi, lùi lại phía sau vài bước. Hắn nâng lên tay phải, nhìn chằm chằm tầng sáng, nhưng tay phải chém hướng chỗ trống ở bên phải. Chạm tam sát. Thuật này là man thuật mạnh nhất trong Ô Sơn bộ lạc, nghe nói truyền lưu từ mấy trăm năm trước, từ Ô Sơn bộ lạc chân chính. Muốn thi triển thuật này, điểm quan trọng phải tu luyện. Thậm chí cách tu luyện thuật này cực kỳ đơn giản. Rất sớm trước kia Tô Minh đã thường ở trong đầu vẽ ra thuật này, nhưng vì không có 200 sợi máu nên cứ không thể phát huy. Thuật này khó ở chỗ yêu cầu sợi máu, chỉ có thể đạt tới 200 sợi máu mới tiến hành chạm thứ nhất được. Hiện giờ sợi máu của Tô Minh là 243 sợi, đạt đến tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh. Thuật chạm tam sát luôn tồn tại trong đầu hắn, lần đầu tiên bị phát động ra. Chạm tam sát trong Thái Tuế sát giả, cho nên là tam sát, lại xưng là tam sát. Trong trời đất, tuyệt thai dưỡng tam phương, tuyệt là sát kiếp, thai là tai sát, dưỡng là tuế sát, cho nên xưng là tam thuật kiếp sát, tai sát, tuế sát. Thổ ban đầu Ô Sơn bộ lạc không biết từ đâu được thuật này, nghiên cứu sâu thì toàn tộc chấn kinh. Trong thiên địa lúc nào cũng tồn tại chỗ tam sát, nhưng tam sát hư vô khó nắm bắt, không nhìn tới, chạm không được. Sự tồn tại của nó có lẽ có, cũng có lẽ không. Nhưng trải qua Ô Sơn bộ lạc thời cực mạnh không ngừng nghiên cứu, dần tìm ra quy luật. Mỗi ngày không đúng giờ, hư vô tam sát sẽ ở vị trí khác nhau. Lấy này phát động là thuật Ô Sơn năm đó tiếng tăm vang tám hướng, chạm tam sát. Chí giả của Ô Sơn bộ lạc cho rằng trời đất có quy luật riêng, tam sát là một phần của nó, nhưng nó đích thực tồn tại. Tất cả lực lượng đều tồn tại trong quy luật này, nên một khi quy luật bị phá vỡ sẽ phát ra uy lực mạnh mẽ khó tin. Còn về uy lực lớn nhỏ, cho dù là Ô Sơn bộ lạc cũng không thể nghiên cứu ra cụ thể. Thuật này có chút quái dị, đôi khi uy lực kinh người, đôi khi bình thường, nhưng dù thường thường thì cũng đủ giết người. Vậy nên lưu truyền lại thuật chạm tam sát khá là thô ráp, bất cứ ai chỉ cần đủ sợi máu là thi triển được. Nhưng có thể chân chính sử dụng tinh túy thuật này gần như là không có. Đây là loại lực lượng tộc nhân Ô Sơn bộ lạc không thể phân tích,
họ chỉ có thể mượn, không cách nào nắm bắt. Thậm chí năm ấy, một vị man công Ô Sơn bộ lạc từng để lại lời nói: ai có thể chân chính khống chế tam sát là có thể nắm giữ quy luật tám phương. Hiện tại Tô Minh chính là như vậy. Hắn nâng lên tay phải chấm về phía bên phải là bởi vì đêm khuya này, theo nguyên lý của trạm tam sát, bây giờ tam sát quy luật trong thời trời đất là ở phương Bắc. Bên phải Tô Minh chính là hướng Bắc. Khoảnh khắc tay hắn chém xuống, một sợi máu chồng chất lên người hắn nở rộ ánh sáng chói mắt. Sợi máu ở trong ánh sáng quái dị động này dựa vào lực lượng truyền thừa Tô Minh mới có được, vòng quanh cánh tay phải 9 vòng, thuận theo bàn tay rời khỏi thân thể, dung nhập vào hư không. Đây chính là điểm quan trọng vì sao trảm tam sát nhất định phải có 200 sợi máu. Bởi vì thuật này quái dị như thế, sợi máu này sẽ chớp mắt rời khỏi người, nếu khí huyết không đủ thì khó có thể hoàn thành. Giây phút này Tô Minh có cảm giác kỳ lạ, dường như là phía bên phải biến hư vô, tất cả cảnh vật đều biến mất, trở thành trống rỗng. Mình chấm một cái, lấy sợi máu làm lưỡi kiếm chấm trong hư vô, như tách đôi nước bùn. Đây thực là cảm xúc kỳ dị, hắn không hiểu rõ vì sao như thế. Hắn biết chỉ có thực hành, chấm xuống một cái, cảm giác kỳ lạ kia bỗng chốc biến mất, tất cả hồi phục bình thường. Nhưng cùng lúc đó, luồng sáng ảm đạm trước mặt Tô Minh bỗng chốc mạnh rung lắc. Nếu cẩn thận nhìn sẽ thấy rõ, run rẩy không chỉ là luồng sáng, mà lấy Tô Minh làm trung tâm, xung quanh hắn đều đang đung lay. Cho dù là vậy, sau khi luồng sáng hết run thì nó vẫn còn đó, tựa như là tất cả hành động của Tô Minh đều không đem lại tác dụng gì nhiều. Đây dù sao là phong ấn A Công bố trí, độ mạnh của nó không phải chút tháo dược nào và văn huyết có thể phá mở. Thân thể Tô Minh rung mạnh, đây là lần đầu tiên hắn thi triển thuật trảm tam sát. Lấy tu vi như hắn chưa có thể chém nhất sát, uy lực quái dị khiến tinh thần hắn biến động. Nhưng khi thấy luồng ánh sáng kia thì vẻ mặt hắn tuyệt vọng tận đáy lòng. Hắn nghĩ rằng đã dùng tất cả các cách mà luồng sáng kia vẫn như là khe rãnh trời giữa trời và đất, khiến người thấy nhưng không cách nào vượt qua. Mặt Tô Minh tái nhợt, mất hết sức lực, lùi ra sau một bước, lại một bước. Gần như là cùng lúc đó, khi Tô Minh lùi lại, mắt hắn chợt thay đổi, rõ ràng cảm nhận được đất dưới chân đang chấn động. Phương xa, bên ngoài Phong Quyến bộ lạc, trên thảo nguyên, Phong Quyến Sơn bị phong ấn. Giờ phút này phía trong khói đen vang lên tiếng dã thú gầm, tiếng gầm lộ ra sự phẫn nộ. Cùng với âm thanh đó, không gian bị phong ấn đột nhiên kịch liệt chấn động. Oanh một tiếng, một khe hở lớn bị xé rách, bên trong lộ ra Phong Quyến Sơn đứng thẳng tận trời. Chẳng phải đã bị lão phu từ bên trong mở ra? Trong tiếng dã thú gầm truyền ra giọng nói âm trầm. Khoảnh khắc núi lộ ra, theo không gian bị xé rách, giống như là phong ấn bị xúc động. Ngay sau đó, thành đá Phong Quyến phía xa, mặt đất toàn thành bỗng chấn động. Vị trí thành đá xây dựng cùng với phong ấn của Phong Quyến Sơn có sự liên hệ kỳ lạ. Hiện giờ phong ấn ngọn núi bị cưỡng ép mở ra, xúc động liên hệ này khiến thành đá chấn động, làm tinh thần mọi người rung động. Theo thành đá chấn động, Tô Minh ở trong phòng rõ ràng cảm nhận được sự rung động càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng gần như là mặt đất trồi lên, Tô Minh lập tức thấy phong ấn của A Công lần đầu tiên xuất hiện ảm đạm. Hắn nâng cao tinh thần, gầm một tiếng, hai mắt dần có bóng trăng. Nhưng hôm nay gió tuyết giăng đầy, không thấy trăng, trong mắt Tô Minh bóng trăng lại càng rõ ràng hơn. Giây phút mắt của Tô Minh có bóng trăng thì hắn vọt lên, xông thẳng tới tầng sáng. Ở trong động đất, tầng sáng này càng thêm ảm đạm. Chốc lát sau, khi động đất lớn lên đến cực độ, thành đá như sắp vỡ tan, thì tầng sáng oanh một tiếng vỡ hơn phần nửa, ánh sáng hoàn toàn tối đi, xem bộ dạng như là sắp vỡ nát. Giờ phút này thân thể Tô Minh mềm nhũn, nhưng rất nhanh bên trái trống rỗng chợt lóe ánh sáng đỏ, như có sợi chỉ đỏ bỗng dừng xuất hiện chui vào tay phải của hắn. Trên người hắn sợi máu do 243 sợi chồng chất thành một lần nữa xuất hiện. Huyết lần màu bên cánh tay phải biến hóa ra, hình thành con chim điêu màu đỏ, thét một tiếng xông hướng tầng sáng. Oanh một tiếng vang tận trời, tầng sáng run rẩy bị chim điêu tấn công đã tan vỡ, hóa thành vô số mảnh vỡ nhỏ. Man tượng băng tuyết hoàn toàn vỡ vụn, hóa thành bông tuyết tứ tán bay lên trời, va chạm với bông tuyết khác, hóa thành một chuỗi tiếng đùng đùng vang vọng không ngừng. Tô Minh đã đánh vỡ phong ấn. Cơ thể hắn run rẩy, phun ra ngụm máu, rơi ở trên mặt đất nhìn thấy ghê người. Sợi máu do 243 sợi chồng chất thành bây giờ biến nhạt, giống như không ổn định, tán loạn ẩn nấp trong người Tô Minh.
Tô Minh mặt mày bơ vờ, toàn thân đẫm máu, tóc tai bù xù. Nhưng đôi mắt của hắn vẫn đấp lánh tia sáng. Tia sáng này là cố chấp, là kiên quyết. Ta xông ra rồi, phải dùng tốc độ nhanh nhất trở về bộ lạc. Tô Minh hít sâu. Hắn biết lần này xông ra được chủ yếu là vì động đất quái dị mới rồi. Nhưng hôm nay hắn không kịp nghĩ nhiều, cơ thể mạnh xông tới trước, nhanh tới mức hóa thành cầu vồng xẹt trên mặt đất. Điểm mạnh nhất của Tô Minh là tốc độ. Trước khi hắn thành man sĩ đã rất nhanh nhẹn, hiện giờ có người huyết cảnh tầng thứ 7, tốc độ nhanh tức kinh khủng. Hắn lao ra chỗ ô sơn bộ lạc cư ngụ, lao ra con đường, trực tiếp nhảy lên tường thành đá. Hiện giờ hắn nóng lòng như là có lửa đốt bùng cháy, khi hắn không ngừng thúc đẩy mình nhanh hơn, nhanh hơn nữa, liên tục bộc phát. Bởi vì trước đó hắn hấp thu một giọt man huyết cùng với rất nhiều chất lỏng La Vân Diệp, khiến người khó tin. Vậy nên hiện giờ trên người của Tô Minh bị A Công thi triển thuật ẩn giấu tu vi đã xuất hiện sơ hở, khiến tu vi tựa như là nước lũ phá băng, không thể che giấu hết. Tuyết trên trời nếu trước kia là bao nhiêu thì giờ là rơi ít ỏi bấy nhiêu, dường như là bão tuyết đã tới tận cùng, trăng trên cao sắp lộ ra. Mặt đất ánh bạc, nhưng đêm nay ánh bạc không xinh đẹp mà lộ ra sát khí. Phía chân trời mơ hồ xuất hiện vệt trắng, dường như là ngày mới sắp tới. Chỉ là đêm tối trước khi bình minh tới, không biết khi nào mới biến mất. Toàn bộ thành đá hiện giờ xôn xao, rất nhiều tộc nhân đều ra ngoài, mang theo sợ hãi và mờ mịt. Họ không biết xảy ra chuyện gì, thậm chí hiện tại từng gian phòng bỗng sụp đổ như là tận thế. Tô Minh không có thời gian quan tâm những thứ này, hắn vội vàng chạy. Giây phút hắn nhân lúc loạn nhảy ra từ tường thành đá thì sự nguy hiểm bao trùm lấy hắn. Người không thể đi, một giọng nói vang vọng lạnh lùng. Tô Minh tạm dừng bước, góc tối đi ra một người. Người này mặc đồ đỏ, giống như là ngọn lửa tổn thương người khác, khuôn mặt lạnh lùng, lộ ra sự kiêu ngạo, chính là Diệp Vọng. Theo lệnh của ban công, tối nay bất cứ tộc nhân phong quyến nào đều không thể rời khỏi phong quyến thành. Người rất mạnh, nhưng hơi thở rất hỗn loạn. Ta phụ trách khu vực này, người không phải là đối thủ của ta. Diệp Vọng bình tĩnh nhìn Tô Minh, chậm rãi nói. Tô Minh xoay người nhìn Diệp Vọng, hai mắt tràn ngập tơ máu, lộ ra dữ tợn và điên cuồng. Ánh mắt rơi vào người Diệp Vọng khiến y bị chấn động tinh thần. Ánh mắt này y thấy hơi quen. Tô Minh nhấc tay phải lên, ánh sáng đỏ chợt lóe, lập tức trong tay xuất hiện huyết lần mâu. Trường mâu đỏ như là nhuộm đẫm máu tươi, tỏa ra lực lượng mạnh mẽ. Trên người Tô Minh bùng phát khí thế lúc giống lúc trèo lên phong quyến sơn. Hắn không nói một lời, trầm mặc đối diện Diệp Vọng. Người... Con người Diệp Vọng co rút. Y cảm nhận rõ ràng từ người Tô Minh truyền ra khí thế vô cùng quen thuộc này. Y tuyệt đối không nhớ lầm khí thế này. Trong mắt y, thiếu niên hình dáng gầy yếu chậm rãi biến thành người khác, người khiến hơi thở của y từng rối loạn, nhận định là người duy nhất có tư cách đối với mình. Ngươi là Mặc Tô. Diệp Vọng không phải người bình thường, lại thêm tối nay bị ban công sắp xếp tuần tra nơi đây, thoáng chốc y liền hiểu ra. Ô sơn bộ lạc của ta gặp nguy hiểm, ta phải trở về. Nếu ngươi ngăn cản, chính là kẻ thù của Tô Minh ta. Tô Minh liếc Diệp Vọng một cái, xoay người đi nhanh. Hắn đã quyết định không ai có thể ngăn cản. Mắt thấy Tô Minh nhảy lên một cái thẳng hướng phương xa, mắt Diệp Vọng lóe sáng, lộ tia do dự. Hiện giờ thành đá gặp biến động khiến chú ý rất sốt ruột, nhưng nóng nảy và do dự chỉ trong chớp mắt liền biến mất, còn lại là đậm đặc chiến ý. Nếu đổi thành người ngoài, Diệp Vọng sẽ không có chiến ý như vậy. Theo y thấy thì người cùng thế hệ không ai có tư cách đó. Nhưng so tài ở cửa thứ nhất, ở trong lòng Diệp Vọng, người duy nhất có đủ tư cách chính là Mặc Tô. Cửa thứ nhất, Diệp Vọng nhìn tên mình đặt song song với Mặc Tô, nhưng y hiểu mình đã thua. Y ngất xỉu trở về, còn đối phương thì tỉnh táo quay lại quảng trường. Diệp Vọng mong chờ Mặc Tô chiến đấu ở tầng cửa thứ hai, cửa thứ ba. Y muốn chứng minh mình là người thứ nhất ở trong cùng thế hệ. Mặc dù y có thể đoán được lúc đó Mặc Tô không tham gia đại thử tiếp theo, rất có thể bởi vì tu vi không cao, nhưng Diệp Vọng kiêu ngạo, khi đã muốn quyết chiến sẽ không dựa vào tu vi ức chế người khác. Mặc Tô! Diệp Vọng mạnh ngẩng đầu, thanh âm lạnh băng, chân phải tiến lên một bước, cả người như là tên rời cung, thoáng chốc vèo một tiếng đã bay thẳng tới Tô Minh.
Người không đi được. Diệp Vọng mặc đồ đỏ tựa như là lửa, giờ nhảy lên giữa không trung, bị tuyết dưới đất phản xạ, thoạt trông như là bóng dáng duy nhất ở trong trời đất. Tu vi quý đã tới ngưng huyết cảnh tầng thứ 8, nhưng hiện giờ lại bị ức chế ở trong tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh. Đây là kiêu ngạo của y. Y rõ ràng nếu muốn đấu thì phải đấu quang minh chính đại, coi như thắng cũng phải khiến cho đối thủ thua tâm phục khẩu phục. Tiếng bùm bùm phát ra từ trong người của Diệp Vọng. Khoảnh khắc tu vi bị hạn chế ở tầng thứ 7, y cách Tô Minh chưa tới 10 mét, bóng hình như lửa nâng lên tay phải chộp hướng Tô Minh. Cú chộp này chỉ thấy cả người Diệp Vọng như là lửa cháy, làn da biến thành đỏ, thậm chí tóc cũng liền như dung nham. Biển lửa tràn ra từ người y, ở trước mắt hóa thành bàn tay lửa to lớn chộp tới Tô Minh. Bây giờ tay lửa ở đằng trước, Diệp Vọng phía sau, theo bàn tay lửa xông hướng Tô Minh. Tô Minh chợt ngừng bước, quanh chân tuyết động chớp mắt hòa tan thành nước lạnh, thoáng chốc hóa thành luồng khói trắng bốc lên trời. Cảm giác nóng hừng hực từ trên trời giáng xuống bao phủ cả người Tô Minh. Thân thể hắn ở giây phút tạm dừng thì chân phải mạnh dẫm lên mặt đất, nhảy người lên xoay lại. Từ xa nhìn thì tay lửa cách Tô Minh không tới 3 mét, xem bộ dạng như muốn chộp lấy thân thể hắn, muốn bóp nát thiêu hủy thành tro tàn. Lửa. Tô Minh ở giữa không trung, ánh mắt xuyên thấu qua tay lửa nhìn thấy Diệp Vọng bay tới. Gần như là giây phút tay lửa tới, Tô Minh cắn đầu lưỡi phun ra ngụm máu. Ngụm máu này không phải Tô Minh liều mạng làm ra, mà là man thuật yêu cầu. Chỉ thấy sau khi phun ra máu tươi, cả người Tô Minh hiện ra 243 sợi máu, vặn vẹo thành đồ án kỳ lạ. Ngụm máu bị phun ra nổ tung hóa thành màn xương. Đây chính là thuật ô huyết trần, đem máu hóa thành xương, bùng phát lực lượng cực mạnh của khí huyết. Xương đỏ bay thẳng tới bàn tay lửa, bên trong tràn ngập lửa cháy tí tách. Nhìn thì đâu phải xương đỏ gì, rõ ràng chính là lửa khói đỏ đang thiêu đốt. Lấy lửa đốt lửa. Sau khi Tô Minh hỏa huyết trùng trùng lần thứ 3, trong người biến hóa nghiêng trời lệch đất, rõ ràng chính là máu hắn có cảm giác cực nóng của lửa. Hiện giờ trên trời, lửa khói đỏ cách bàn tay lửa ngày càng gần, chớp mắt chúng nó đụng vào nhau, phát ra tiếng chấn điếc tai. Sau đó thì bàn tay to lớn tan vỡ, như là bị khói đỏ cắn nuốt, quét một vòng bay thẳng tới Diệp Vọng. Trông như trời đất đang cháy nuốt hết vạn vật. Tô Minh luôn trầm mặc, hai mắt tràn ngập tơ máu, thân thể nhoáng một cái đã xông vào khói đỏ, nâng lên tay phải, chỉ thấy huyết lần màu tỏa ra ánh sáng đỏ chói mắt, mạnh ném ra. Tiếng giết sắc bén vang lên, huyết lần màu hóa thành tia chớp đỏ, xuyên thấu qua khói đỏ, trở thành con chim to lớn cùng với khói đỏ xông hướng Diệp Vọng, biến sắc mặt. Diệp Vọng chấn động tinh thần, còn người co rút. Y không ngờ rằng Mặc Tô lại mạnh như vậy. Giống như là đối phương đã nói, nếu mình bị hạn chế tu vi thì không thể nào thắng được. Y chẳng hề chần chờ, cơ thể liền lui về phía sau, không hạn chế tu vi nữa. Cả người hiện ra 435 sợi máu, bùng phát tu vi chân chính. Cùng lúc đó, tay phải mạnh đánh hướng đằng trước, chỉ thấy trên bàn tay phải lấp lánh ánh sáng, xuất hiện bao tay da thú màu đen. Bao tay tỏa ra cảm giác âm trầm đáng sợ, hiển nhiên là man khí. Đánh ra một quyền vang vọng tiếng chấn, trước mặt Diệp Vọng xuất hiện một ngọn gió đen, theo nắm đấm này hình thành vòi rồng đen quanh trong trời đất. Nó quét ngang chạm tới trường mâu và khói đỏ của Tô Minh. Tiếng đùng đùng vang vọng, Tô Minh thụt lùi 7-8 bước, nhưng cơ thể Diệp Vọng cũng chấn động, lùi 4-5 bước, thân thể nặng nề. Diệp Vọng không tạm dừng, y nhảy lên, lập tức tới gần Tô Minh. Tô Minh cũng lao ra, giờ phút này hắn bùng phát tốc độ mạnh nhất, cả người hắn như là để lại bóng ảo, đấu một trận kịch liệt với Diệp Vọng. Nhìn từ xa thì bên ngoài người Diệp Vọng xuất hiện rất nhiều Tô Minh. Tiếng chấn vang vọng, chốc lát sau một tiếng vang ngập trời, khóe miệng Diệp Vọng tràn ra máu tươi, liên tục lùi ra 10 mét mới dừng lại. Ngẩng đầu thì thấy Tô Minh phun ra máu tươi, cơ thể cũng lùi hơn 10 mét. Tốc độ thật kinh khủng, tu vi quán không cao bằng mình, nhưng tốc độ như thế, mình tổn thương hắn một lần, hắn có thể làm mình tổn thương vài lần. Người này không uổng là người duy nhất có tư cách chiến đấu với mình trong cùng thế hệ. Diệp Vọng thầm chấn kinh, nhưng chiến ý càng đậm, nâng tay trái chỉ lên trời. Mặc Tô, tiếp theo ta sẽ đấu hết sức. Diệp Vọng mới nói xong, nhưng lúc này xuất hiện biến hóa kinh người không ai tưởng tượng nổi. Chỉ thấy thành đá, tế đàn cao kia, giây phút này bỗng truyền ra một tiếng gầm cực kỳ phẫn nộ. Kẻ trộm, làm bẩn thánh sơn ta, ngươi thực to gan. Thanh âm kia thuộc về Kinh Nam.
chớp mắt ông đã xuất hiện giữa không trung, bay tới Phong Quyến Sơn. Cùng lúc đó, trong thành đá bốc lên khí thế vô cùng cường đại, theo kinh nam bay hướng Phong Quyến Sơn. Đây là hơi thở khai trần cảnh thứ hai, thuộc về một người đàn bà. Người đàn bà trung niên cực kỳ xinh đẹp. Diệp Vọng ngây ra, tinh thần rung động. Tô Minh mắt chợt lóe, không chút chần chờ nhanh chóng lui ra chạy hướng phương xa. Chiến đấu với Diệp Vọng khiến lòng hắn vô cùng lo lắng. Hắn không muốn chiến đấu, hắn phải nắm chắc thời gian trở về bộ lạc. Bây giờ nhân cơ hội này, Tô Minh lấy tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã ở phía xa hơn 10 mét. Diệp Vọng sắc mặt biến đổi, không để ý Tô Minh đã đi xa, xoay người chạy nhanh hướng thành đá. Y không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cảm giác không tốt lắm. Bây giờ bên ngoài Phong Quyến bộ lạc, trong thảo nguyên mênh mông, trong Phong Quyến sơn, bị Phong Quyến bộ lạc đời đời phong ấn che giấu, xuất hiện kinh biến. Dưới núi, trên quảng trường, tại chín người Thạch Hải xuất hiện vẻ mặt kinh khủng, hoảng sợ, ngơ ngác nhìn khoảng không trước mặt, trong mắt lộ ra khó tin. Chỗ họ nhìn, không gian liên tục vặn vẹo, như là có bàn tay to đang nắn lấy. Trong không gian, một vết rách nhanh chóng tách ra, dường như liên tiếp giữa trời và đất. Trong khe hở lộ ra Phong Quyến sơn, khói đen ngập trời quần quận dâng lên, có tiếng dã thú giống gầm. Giây phút này, trong tiếng dã thú còn có tiếng cười âm trầm. Đúng là kỳ thú hỏa man để băng. Tuy chỉ là tia thần thức, nhưng có lực lượng như vậy, không uổng phí bản tôn nhiều năm tốn công sức đi tìm di tích hỏa man. Đám Thạch Hải nghe thanh âm xa lạ, sắc mặt chín người biến đổi, liếc nhau một cái, chẳng hề chần chờ lao thẳng tới Phong Quyến sơn bên trong khe hở. Họ là tộc nhân Phong Quyến bộ lạc, có kẻ địch bên ngoài xâm nhập thánh sơn, bây giờ họ quyết không thể lùi bước. Nhưng lúc chín người mới nhảy lên định tiến vào khe hở, nghe một tiếng hừ lạnh truyền ra từ sưng khói núi cao, nhìn kỹ thì thấy có một cánh tay màu đỏ tím to đến 10 mét vươn cánh tay ra khỏi sưng khói, nhẹ vung hướng chín người Thạch Hải phương xa. Vung lên một cái, trời đất vang tiếng chấn. Khoảng cách giữa hai cánh tay và chín người Thạch Hải xuất hiện hàng chữ. Chín người Thạch Hải toàn thân chấn động, như là có sức mạnh đánh vào người. Bên trong khí huyết đứt đoạn, sắc mặt tái nhợt, học ra nhiều máu tươi, lảo đảo rơi xuống đất. Dù họ không chết, nhưng như là tự nổ, không thể đứng dậy. Vậy mà không chết, dòng phụ yếu ớt từ bộ Miêu Man cũng không thể xem thường. Dù sao trong huyết mạch các người nhiều ít cũng có tồn tại truyền thừa Miêu Man. Thanh âm trầm thấp vang vọng, không biết ở trong sương khói làm cái gì, khiến kỳ thú truyền ra tiếng giống có chút thống khổ. Một đề bằng bị phong ấn, được đến nó không khó. Phong ấn này đã hạn chế phân nửa lực lượng của ngươi, ta xem ngươi có thể chống cự đến khi nào. Trong giọng nói âm trầm có tia vui sướng. Ngay lúc này, một tiếng gầm truyền ra từ chân trời phía xa. Kẻ trộm làm bẩn thánh sơn ta, ngươi thật to gan. Theo thanh âm đến là man công kinh nam của Phong Quyến bộ lạc. Giờ đây ông cực kỳ phẫn nộ. Phía sau ông là một người phụ nữ khuôn mặt tuyệt đẹp, nhưng lạnh lùng tựa như băng tuyết. Người phụ nữ đã ở tuổi trung niên, nhưng sắc đẹp không chút giảm bớt. Giờ đây trong mắt ẩn chứa sự giận dữ và sát khí. Hai người có mặt, không chút do dự xông vào khe hở, tiến vào Phong Quyến sơn quần quận khói đen. Ngay sau đó, tiếng chấn rung trời không ngừng truyền ra từ khói đen, còn có từng tiếng gầm như là đến từ kinh nam. Tô Minh không biết những sự việc xảy ra tại Phong Quyến sơn, coi như hắn biết thì cũng sẽ không để ý. Bây giờ điều quan trọng nhất với hắn lúc này là dùng tốc độ nhanh nhất để trở về bộ lạc. Hắn muốn nhìn xem bộ lạc có còn không. Hắn muốn nhìn tộc nhân có khỏe mạnh không. Hắn khẩn trương, lo âu, điên cuồng đi qua. Giờ biến thành im lặng, hắn lặng lẽ chạy nhanh ở trên mảnh đất đọng tuyết. Từ A Công rời đi đến giờ đã trôi qua rất lâu. Bầu trời dần sáng. Tô Minh biết tốc độ của rắn đen, chỉ sợ nhóm A Công đã sớm quay về bộ lạc. Nhất định đừng xảy ra chuyện. Tô Minh không ngừng nhảy lên, dùng tốc độ nhanh nhất trong cả cuộc đời này. Tốc độ của hắn rất nhanh, mới nhìn còn gần đó, chớp mắt đã ở rất xa. Hắn vội không thèm để ý điều gì khác, thậm chí phớt lờ mệt mỏi. Vì muốn nhanh hơn nữa, toàn thân 243 sợi máu không ngừng bùng phát, đổi lấy sức mạnh lực lượng thêm lâu dài, để hắn càng chạy nhanh. Khi trời sáng hẳn, khi tia mặt trời ban mai rơi xuống đất,
rọi lên mặt tuyết chiếu ánh sáng bạc lấp lánh trói mắt. Tổ mình đã chạy ra thảo nguyên của Phong Quyến bộ lạc, xông vào rừng cây. Rồi hắn chạy qua bộ phường, chỗ giao dịch hắn từng tới. Khoảng cách này nếu là lúc trước hắn phải mất nửa ngày mới đi qua, nhưng bây giờ hắn âm thầm không dùng tới 4 tiếng đồng hồ. Loại tốc độ này đã cực nhanh, khiến người khó tin, nhưng Tô Minh lại thấy vẫn quá chậm. Hắn không gào thét nữa, ở trong yên tĩnh đôi chân nổi lên vô số gân xanh. Hắn xuyên qua rừng, chợt nhảy lên, mượn lực vọt ra, không ngừng chạy nhanh. Toàn thân của Tô Minh đẫm mồ hôi, chẳng những đôi chân của hắn đau đớn, mà gần như chỗ nào trên cơ thể cũng đau nhức. Thời gian trôi qua từng chút một, dần dần đã sắp tới buổi trưa. Tuyết trên trời không rơi xuống nữa, bầu trời trong sáng không mây, nhưng trong rừng có một bóng dáng lặng lẽ chạy vội, mồ hôi chưa kịp chảy xuôi theo làn da đã bị hất ra sau lưng. Sự chống đỡ của Tô Minh là sự cố chấp, kiên quyết. Hắn lo lắng cho bộ lạc, hắn lo lắng sống chết của tộc nhân. Cảm giác này không thể nói thành lời, khiến thân thể hắn như là trống rỗng, tồn tại chỉ có sự cố chấp chạy nhanh. Vốn khoảng cách cần đến cả đêm liên tục chạy đi mới xong, bây giờ Tô Minh chạy vội, tới trưa thì đã gần tới. Chậm rãi, hai mắt Tô Minh lộ ra kích động và khẩn trương. Cách bộ lạc càng gần, tiếng tim đập toàn thân vang vọng, khiến cho hắn thêm lo âu gấp mấy lần. Hắn sợ thấy bộ lạc tan hoang, sợ thấy thi thể đầy đất. Hắn sợ, nhưng tốc độ không hề giảm bớt, càng có sự sắc bén ẩn chứa trong người. Khi hình ảnh nóc nhà Ô Sơn bộ lạc hiện ra trong ánh mắt của hắn, cả người Tô Minh chấn động, nước mắt chảy xuống. Từ xa nhìn lại, cửa bộ lạc sụp xuống, rào chắn gỗ xung quanh có nhiều chỗ tàn vỡ, có khói đen mỏng bốc lên, hiển nhiên là từng có trận lửa thiêu. Trong bộ lạc không yên tĩnh, mà có rất nhiều tộc nhân dường như đang tập kết. Thế tộc nhân đều an toàn, Tô Minh yên tâm tâm thần. Nhưng sau đó là sát khí, sát khí muốn giết kẻ thù đã phá hỏng Ô Sơn bộ lạc. Thân thể chợt lóe, Tô Minh lao thẳng đến chỗ Ô Sơn bộ lạc. Chưa chờ hắn tới gần, đã bị màn sĩ đội săn trong bộ lạc trông thấy. Những người đó có vẻ mặt cảnh giác, nhưng trông thấy khuôn mặt Tô Minh thì thở ra, vẻ mệt mỏi khó thể che giấu. Tô Minh chảy nước mắt, trở về bộ lạc, đi qua cánh cửa đã bị đánh thành mảnh vụn, đi tới trong bộ lạc. Hắn nhìn thấy tộc nhân đội săn mệt mỏi, nhìn thấy trên mặt đất trung tâm bộ lạc có vài chục cái xác. Những cái xác đều là người Tô Minh quen biết, là tộc nhân của hắn. Bên cạnh xác có người đang khóc, đó là thân nhân của họ. Tiếng khóc vang vọng ở trong bộ lạc, khiến cho tim của Tô Minh đau nhói như là rớm máu. Hắn thấy các tộc nhân bình thường giờ đây lộ vẻ bi thương, sợ hãi và mờ mịt, đang nhanh chóng thu dọn hành trang chạy tới chỗ bộ lạc tập trung người. Hắn cảm thấy các nhóc Lạp Tô khuôn mặt thơ ngây tràn đầy nước mắt, sự sợ hãi và kinh hoàng, nắm chặt tay mẹ, giống như là nếu buông ra sẽ không nắm lấy được nữa. Trong bộ lạc rất nhiều lều da sụp xuống, mặt đất hỗn độn, còn có vài vết máu khiếp người. Hiển nhiên không lâu trước ở đây, nơi này đã xảy ra chiến tranh. Nhìn, đôi tay Tô Minh siết chặt, mắt lộ ra thù hận. Trên người thiếu niên chưa đủ 17 tuổi tràn ngập thù hận và sát khí hiếm thấy. Tô Minh không ngừng chảy nước mắt. Hắn nhìn thấy mẹ hàng xóm từ nhỏ đã rất tốt với mình, ngây ngốc ngồi ở ngoài lều da sụp đổ. Bên cạnh bà không có ai, con bà đã chết, chồng đã chết, chỉ còn lại bà ngơ ngác ngồi đó. Tô Minh nhìn, rõ ràng cảm nhận được đau thương, không nói ra lời. Hắc Sơn bộ lạc. Tô Minh nghiến chặt răng. Hắn trông thấy Lôi Thần. Lôi Thần vẻ mặt mệt mỏi ở trong đám người, giúp tộc nhân tập trung lại, giúp họ chỉnh lý một ít vật phẩm rất quan trọng với bộ lạc. Lôi Thần không chú ý tới Tô Minh, bây giờ gã đã cực kỳ mệt mỏi. Tô Minh còn thấy Ô Lạp, cô gái luôn khinh thường hắn nhưng yêu thích Mặc Tô, bây giờ như chợt biến thành trưởng thành. Cô đeo cung tên lớn, ở trong đám người nhỏ giọng an ủi, cũng giúp họ nhanh chóng tập trung lại. Còn có Trần Hân đứng đó, vẻ mặt yếu đuối khiến người nhìn muốn che chở, nhưng sự kiên cường trong mắt chứng minh rằng cô cũng đã trưởng thành. Tô Minh không thấy tộc trưởng, Tiễn Thủ, không thấy Sơn Ngân và Bắc Lăng, thậm chí một số cường giả tầng thứ 7 ngưng huyết cảnh ở trong bộ lạc cũng không ở tại đây. Nhưng Tô Minh nhìn thấy A Công. A Công ở phía xa, khuôn mặt xanh xao, dường như là biến già đi rất nhiều, giống như là một đêm với ông là vài năm.
Hiện giờ A Công đang cúi đầu chữa trị cho tộc nhân chân trái máu thịt bầy nhầy. Tộc nhân đó là một man sĩ, tuổi khoảng 27-28. Tô Minh biết gã chính là Liễu Địch hay Thổi Huân Khúc. Người này bình thường không tiếp xúc nhiều với người khác, phần eo đeo một vật cỡ nắm tay do xương chế thành, bên trên có vài cái lỗ nhỏ, thoạt nhìn trông khá là kỳ lạ. Vật ấy Tô Minh biết nó gọi là huân, là nhạc khí. Ở trong bộ lạc có rất nhiều người không biết thổi, chỉ có người này tài năng bẩm sinh, ở trong bộ lạc đôi khi sẽ nghe thấy tiếng huân. Bây giờ trên mặt gã không có thống khổ, mà là cố chấp và kiên cường. Tô Minh chào nước mắt, đi từng bước một. Hắn trở về bộ lạc trông thấy những điều này khiến hắn phẫn nộ hóa thành sát khí. Hắn phải chiến đấu vì bộ lạc. A Công, đừng lo cho tôi, chân tôi đã tàn nhưng còn có thể chiến đấu. Tô Minh tới gần, có thể nghe thấy giọng nói khàn khàn của tộc nhân bị thương nói với A Công. A Công vẻ mặt ảm đạm bi thương, nhẹ gật đầu, dường như biết cái gì, ngẩng đầu trông thấy Tô Minh tiến tới. Khoảnh khắc thấy Tô Minh, cả người A Công chấn động, lộ ra vô cùng ngoài ý muốn và kinh ngạc. Ông biết phong ấn của mình sẽ không nhanh chóng bị người thường phá vỡ được, nhưng Tô Minh ở trước mặt khiến cho ông thấy hoảng hốt, như là ảo giác vậy. Lần đầu A Công ở trước mặt Tô Minh lộ ra vẻ mặt như vậy, ông không thể tin tưởng Tô Minh có thể phá vỡ phong ấn của mình còn nhanh như vậy quay về bộ lạc. Giờ đây không chỉ A Công trông thấy Tô Minh, Lôi Thần cũng thấy, gã trợn tròn mắt lộ ra khó tin. Cùng lúc đó, Ô Lạp ở không xa vô tình thấy Tô Minh ở trước mặt A Công. Mình xin phép nghỉ ở đây nhé, và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của bộ truyện. Chúc mọi người ngủ ngon nhé.